Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh như Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ năng các bước để tiến hành tạo dáng thế, uốn tay cành, tạo tán tàn cho tác phẩm Bonsai đẹp. Trên màn hình, quý vị và các bạn đang quan sát tác phẩm Mai Chiếu Thủy Lá Nhuyễn mà nhà vườn chúng tôi đã áp dụng thành công. Đây có thể nói là một trong những tác phẩm rất thành công và mang tính nghệ thuật rất cao của nhà vườn. Ban đầu trước khi có một tác phẩm thành phẩm như thế này thì bản thân của cây Mai Chiếu Thủy Lá Nhuyễn này bộ đế nằm ngập ở trong lòng đất, trong bộ bầu đất chưa lộ hết được vẻ đẹp tự nhiên và do đó không thể hiện được giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Như vậy để có một tác phẩm đẹp có giá trị nghệ thuật cao và uốn dáng thế phù hợp với bộ đế và hình dáng của cây thì chúng ta cần phải làm nhiều bước như thế nào? Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai xin chia sẻ như sau. Thứ nhất là trước khi chúng ta tiến hành cắt tỉa để uốn tạo tán tàn, chúng ta cần phải kiểm tra cho được bộ đế, tức là bộ gốc, sự phân bố của rễ đế của cây như thế nào. Đây là bước rất quan trọng, bởi nếu chúng ta không xác định được thì chúng ta sẽ không thể xác định được sự phân bố và kiểu dáng của tác phẩm bonsai mà chúng ta định làm. Chẳng hạn trong trường hợp như thế này thì đây là cây có thể nói là dáng cận trực, trắng trực. Thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp tạo tán tàn theo hình tam giác lệch hoặc là hình thông, hình tháp. Mời các bạn quan sát. Nếu trong trường hợp cây có bộ đế rễ phân bố không đều, lệch sang một bên và đặc biệt là bộ rễ cái hướng hẳn sang một phía bên trái hoặc bên phải của dáng cây thì chúng ta tiếp tục quan sát vào sự phân bố của tay cành chủ, tức là những tay cành chính của cây để chúng ta xác định dáng thế và để chúng ta xác định việc tạo tán tạo tàn theo hướng như thế nào. Trong trường hợp nếu như theo bộ rễ đã phân bố và đã nêu như trên và thân chủ của cây thể hiện rõ theo hướng trực hoành thì chúng ta sẽ tiến hành tạo tán tàn theo thế của dáng bay, thế bay là phù hợp nhất. Đó là theo kinh nghiệm thực tiễn. Trong trường hợp nếu như sự phân bố của bộ rễ cũng trong trường hợp nêu trên nhưng có sự lắc uốn mạnh hướng về một phía, sau đó có xu hướng đẩy về phía ngược lại thì chúng ta sẽ tiến hành áp dụng phân bố tạo tán tàn theo dáng thế của dáng suy phong hoặc còn gọi là bạt phong. Trong trường hợp nếu sự phân bố của thân chủ theo hướng nghiêng đổ về một phía và bộ đế gốc có độ lắc mạnh để chúng ta có thể áp dụng được đặt trên chậu cao tạo hình tháp thác đổ thì chúng ta sẽ cắt tỉa và lựa chọn cành chủ phù hợp gồm có cành hồi đầu và cành thác đổ. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ uốn tạo dáng thế tạo tán tàn theo cây thác đổ là phù hợp nhất. Và do đó thì sự phân bố của
tán tàn, bông tàn, sẽ dạng mây, dạng những lớp mây, tức là sự phân bố so le và tương đối song song theo tầng tầng lớp lớp. Thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành kỹ thuật cắt tỉa để tạo bông tàn cho tác phẩm bonsai. Bước thứ hai này rất quan trọng, sau khi chúng ta đã xác định được bộ đế và xác định được dáng thế của cái bonsai chúng ta định tạo tác phẩm, cũng như sự phân bố của tán tàn cho phù hợp, thì bước này là bước sẽ giúp chúng ta loại bỏ bớt tất cả các tay cành rườm rà dư thừa không cần thiết, nhằm để chúng ta quan sát thật kỹ, lựa chọn đắt nhất, giá trị nhất cho việc tạo tán tàn. Bước tiếp theo, trong bước này chúng ta sẽ dùng kéo sắc nhọn và cắt một cách gọn ngọt tất cả các tay cành không phù hợp với dáng thế mà chúng ta đã xác định. Lưu ý, trong quá trình lựa chọn cắt chúng ta cần cân nhắc thật kỹ, bởi nếu chúng ta không cân nhắc kỹ có thể xảy ra tình trạng là chúng ta cắt hỏng mất các tay cành, các tán tàn và dẫn đến mất giá trị của tác phẩm, hoặc là mất rất lâu thời gian để chúng ta phục hồi lại để tạo được tác phẩm. Hết sức lưu ý với quý vị và các bạn. Sau khi chúng ta đã tắt cắt loại bỏ các tay cành không phù hợp, thì chúng ta sẽ tiến hành bôi keo liền xẹo nhằm mục đích để chống xâm nhập của vi khuẩn, để nhanh chóng liền xẹo, và đặc biệt là không để nước đọng vào làm hoại tử, ảnh hưởng đến tay cành tác phẩm sau này. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành nhặt, tức là loại bỏ toàn bộ lá ở trên tay cành mà chúng ta đã để lại. Bước này rất quan trọng nhằm mục đích chúng ta loại bỏ lá thể hiện được bộ xương răm, cũng như sự phân bố của tay cành để chúng ta tiến hành uốn lắc tạo tán tàn, đồng thời sẽ giúp hạn chế việc thoát hơi nước đối với cây khi chúng ta tiến hành tạo tác phẩm. Để đảm bảo cây có thể sinh trưởng phát triển một cách bình thường và nhanh chóng khỏe mạnh. Bước thứ tư, chúng ta sẽ tiến hành cuốn kẽm vào kẽm. Kỹ thuật cuốn vào kẽm cần phải đảm bảo các yếu tố, đó là căn cứ vào kích thước của tay cành để chúng ta lựa chọn kẽm phù hợp. Không nên quá nhỏ, nếu nhỏ thì lực uốn sẽ không đảm bảo được. Nếu quá lớn thì độ xoắn mạnh có thể làm gãy tay cành hoặc thô so với tác phẩm. Bước thứ năm, chúng ta sẽ tiến hành cắt nước. Việc cắt nước nhằm mục đích để rút bớt nước trong thân, đặc biệt là trong các chi răm. Việc rút nước để đảm bảo độ dẻo khi chúng ta uốn tay cành
tránh trường hợp bị gãy, toác, vân vân. Bước thứ 6 là chúng ta tiến hành kỹ thuật uốn tạo bông tàn. Chúng ta cuốn kẽm theo góc chiều thông thường là thuận chiều kim đồng hồ và với góc xoắn gần 45 độ. Tùy thuộc vào đặc điểm của cây giòn hay có độ dẻo và kích thước của tay cành, chúng ta có thể cuốn mật độ dày hoặc không cần thiết phải quá dày. Việc cuốn nêu trên để đảm bảo trong quá trình chúng ta uốn tạo tán tàn sẽ dễ tạo được, dễ lắc bông tàn theo đúng ý định. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành uốn. Kinh nghiệm thực tế chúng ta nên uốn từ dưới bộ đế bầu, uốn lên dần. Mục đích để chúng ta tạo được độ cân đối cho các bông tàn tiếp theo. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể uốn từ trên xuống dưới tùy vào cách lựa chọn và kinh nghiệm. Nhưng cả hai yếu tố trên đều phải đảm bảo được, đó là làm sao sự phân bố của bông tàn, sự phân bố của bông tàn sau khi chúng ta uốn vẫn phải đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật phù hợp với dáng thế, có độ thoáng, thể hiện được vẻ đẹp của tác phẩm, đặc biệt là thể hiện được vẻ đẹp của bộ đế, rễ, thân, tay cành chính. Bước thứ 7 là chúng ta sẽ tiến hành đưa cây vào trong bóng mát và dưỡng cây trong vòng một thời gian khoảng 1 tháng, tưới tiêu và chăm sóc bình thường. Sau thời gian trên thì chúng ta quan sát đã có sự xuất hiện của các cái chồi mầm non như chúng ta đang quan sát. Trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra ánh sáng 50% hoặc 70% và thực hiện các chế độ tưới tiêu chăm sóc bình thường như khi chúng ta đang nuôi cây phôi, cây tự nhiên ban đầu. Để cây phát triển bình thường khỏe mạnh cần phải đảm bảo chế độ tưới tiêu và diệt trừ sâu bệnh. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn thành công. Mong các bạn tiếp tục like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn.